chào tất cả mọi người, mình tên là Hờ Hen Nie. Mình là Lệ Hằng. Amazing Race thì đây là một cuộc đua rất là tuyệt vời. Và mình có thể đi từ Bắc vào Nam của đất nước của mình. Xem vài tập của các anh chị tham gia hồi trước thì mình cảm thấy rất là thích. Rất thích cặp của chị Harry và anh Tiến Đạt. Chị Harry và anh Tiến Đạt thời điểm đó rất là đáng yêu. Mà Hen thì rất là mê cái gì mà gọi là đáng yêu. Hằng lại thích cặp thi của chị Trang Trần và anh Hiếu. Lúc nào xong thì chẳng chơi nữa, chơi nữa. Ok. Chơi nữa. Cái cặp này thằng khá là ấn tượng, tại vì người ta biểu lộ cảm xúc thật. Thử thách đáng sợ nhất ở Amazing Race đó là những thử thách về ăn. Tôi thấy các chị ói, khóc ra nước mắt là tôi cũng muốn ói theo và khóc ra nước mắt theo. Các chị ăn cái gì đó mà muốn ói là Hen ngồi xem cũng muốn ói theo. Thử thách sợ nhất là thử thách ăn côn trùng đấy. Thử thách đó quá kinh khủng. Em sợ nhất là ăn cái con bò lên tường, con thằn lằn lên tường rồi này. Căng lắm. Nói chung là sợ nhất là ăn thịt trước này, thằng chỉ đăng cá thôi. Rồi sợ mấy con côn trùng, rồi con chằn hiêu. Nếu mà năm nay có một cái thử thách như vậy thì không biết hai chị em sống sao cho qua ngày đoạn tháng này. Sợ lắm. Hả? Cạo đầu á? Hằng nghĩ là Hen sẽ cạo đầu tại vì tóc hơi ngắn, tóc hơi nhảy cóc, nhưng mà thắng không? Nếu mà được quán quân thì cạo luôn. Và Hằng sẽ xúi dục Hen. Tại vì mình cũng có một ý tưởng trước khi, tức là mình ngày mình trao vương miện cho người ta, cho người kế nhiệm á, thì mình sẽ cạo đầu rồi đổi vương miện trao lại. Đẹp không? Tươi. Ba tin tưởng nói về Lệ Hằng đó là: thứ nhất, có chất điên. Hai là xinh đẹp. Chị Hằng hất tóc một cái ha, chết hết. Ba là thần thái. Úi chị tôi thần thái, mẹ chồng tôi thần thái lắm nha. Ba tính từ hả? Hai lầy, đen. Hen có nhiều tật xấu lắm thật á. Mà giờ nói là tật xấu của Hen để bạn không thích là khá là nhiều luôn á. Kệ đó, chị ơi sạch quá. Nhất là mang đồ bình thường á, cái lúc mà mang đồ ra ngoài mà không có phải make up hay không phải gì hết, cực kỳ xê xoa, không có nhận ra Hen đâu. Mọi người mà nhìn Hen ngoài không nhận ra Hen đâu. Đội lên mũ bèo bị khẩu trang nè. Vậy mà có người tới, chị ơi có người nhận ra coi, chị ơi cho em xin chụp hình, nó vẫn chụp hình chung. Không hiểu rồi, không hiểu. Đến bây giờ vẫn không hiểu. Về cái khoản mà sợ mất hình ảnh, có đôi lúc là mình không có kiềm chế được cảm xúc của mình. Tại vì con người mà đâu có phải là ai cũng hoàn hảo và kiềm chế được tất cả những cái cảm xúc của mình. Nhưng mà Hen nghĩ rằng là đó cũng là một cơ hội mọi người sẽ nhìn nhận Hen thực tế hơn. Chắc chắn Hằng đang rất là muốn cãi nhau, tại vì đây là một cái chương trình hình thực tế và Hằng không có kiểu là kìm nén cảm xúc mình được. Hằng là một người thẳng tính và một người nóng nảy. Nhưng mà cái quan trọng, nếu mà mình cứ đặt một cái chuẩn đó là nó phải luôn luôn đúng đạo đức, thì mình cứ làm và hy vọng là sẽ không làm mọi người thất vọng. Và hy vọng đến với cuộc đua kỳ thú lần này, các bạn hãy đón chờ Hằng và Hen với đội màu vàng luôn vui vẻ, hòa đồng, cực kỳ lầy. Cuộc đua Amazing Race sắp diễn ra rồi. Và Hen hy vọng Hen và Hằng sẽ mang được nhiều tiếng cười, nhiều cái sự cố gắng. Và hy vọng mọi người sẽ đồng hành, chia sẻ và luôn ủng hộ Hen và Hằng, mẹ chồng nàng dâu. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Ba, 2, 1, đua!